Giờ mình hỏi thiệt chứ quý anh chị chứ mình đến đây gặp việc hay là muốn hỏi chuyện tương lai tiên tri hay hỏi chuyện bắt ma bắt quỷ chuyện trên trời á à? Thì thật sự anh chị đây là chủ yếu là tương lai của mình như thế nào đúng không? Chứ mấy đó là nó thường ngày quá rồi à, nhà đứa này bị trượt bị cũ quyền theo phá đó là bình thường, mình phải biết ngày mai mình sống như thế nào rồi mình đi đâu mới quan trọng. Ý nói mình bớt chuyện ma đi, nãy mà kia nhiều nói chuyện ma quá.
nó chìm nhiều. Giờ mấy anh chị cứ thời đề tài để mình nói, cứ hỏi đi, đặt câu hỏi. Mấy cái microphone là để dài dài dưới, ai muốn hỏi gì thì nói lên. Hello. 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 Chị thích hợp đủ đủ thành phần từ thượng vàng hạ cám, từ tới những người làm siêu chính trị. Quý anh chị đừng có tưởng nghe, mấy người mà làm chính trị càng cao á, họ càng hiểu biết nhiều hơn là những người bình thường. Tại vì mỗi một cái việc nói ra họ có thể cứu được cái mạng của họ, cứu được tài sản của họ. Nên Kiệt rất là âm thầm gặp những vị lớn ở nước Việt. Chứ đừng có tưởng mà ổng không tin vị đoan, ổng là vua vị đoan, mình mới là chúa thôi. Ổng là vua không á. Ông này nóng ha. Này có một bộ đồ mai đi về. Lần đầu tiên mình có ăn chỗ ngồi đàng hoàng nữa không, có ghế rồi có phòng rồi nữa, cưới ra là đi bụi không. Từ ở Thiên Long Sơn ngồi mấy gốc cây rồi chạy qua mấy cái nhà lụp xụp của Thiên Long Sơn, cút trong góc núi rồi chạy xuống cái sân của cái chùa, rồi sau bên hông của cái chùa, rồi chạy tới mấy cái chính cửa mấy cái hẻm, rồi sáng mình ở cái công viên ngoài đó nữa. Chỗ này chỗ đầu tiên thì thấy là trịnh trọng nhất á, cũng là có phước mình ở đây ngồi được tới 7 giờ. Thì mình còn mấy tiếng đó. Mấy anh chị có cái gì muốn nói chuyện hàn huyên tâm sự hay chỉ lên đây ngồi ngót kịp thôi. Giờ khô cổ rồi, sáng giờ nói là cũng khô cổ rồi đó, cũng mệt đó. Nó là vui hả? Đây, mỗi lần gặp hồi sáng có mấy người buồn ngãi nhiều quá, bị hơi trượt, mới ngồi thiền lại một chút nhưng mà chưa có xả. Tại họ tới mình á, mình phải hút mấy cái xấu của ta giùm. Nên nó cũng lần sần một chút. Đó, chán có mấy người. Ai nhìn sao biết? Ê, sư phụ nhìn sao biết? Nhìn mặt ai mét mét mà đen đen. Đó không á. Đó đỏ là sắp có người nhặt vô. Nó chơi đến nỗi chấp để chờ ta ổn định lại cái mình ngồi nói chuyện chơi. Sáng rồi. Elon Musk là nó là người ở hành tinh cách đây khoảng mấy tỷ ánh sáng. Nó không phải là người của chúng ta. Cái DNA trong cơ thể nó khác á. Nhưng dầu cho nó ở xa cái nào, nó khác giống người chúng ta, nhưng nó cũng là con của Thượng Đế. Ở cái trái đất này đang có cái đại nạn,
thì tất cả những người UFO, người thành tinh và những người cốt tiên, cốt Phật cũng có hạ phàm hết. Ở vào thời đại này, thời đại này là một thời đại cực kỳ lạ lùng nhất của tất cả những cái thời đại khác. Chúng ta là những người đại hữu duyên, đại có phước nhất của tất cả những thời đại khác. Ông bà tổ tiên của mình, ông nội ông cố của mình cứ nói về những cái truyền thuyết tà tận thế và thời thượng quân thánh đức rồi Phật, một vị Phật mới ra đời này nọ, là họ rất là mơ ước để mà gặp được. Nhưng mà họ không có sống được 300 tuổi. Chúng ta hiện giờ 5 mấy tuổi, 2 mấy tuổi, 7 mấy tuổi, chúng ta chứng kiến được thì là chúng ta có đại phước. Thì cộng thêm một cái đại phước nữa là chúng ta còn 1 tuần hay là 3 ngày mà rời khỏi xác phàm, mà nghe được những lời chuyện nói, mà hiểu được mình chết vì cái gì á, thì là cũng là đại phước nữa. Bây giờ Kiều lên mạng đi truyền tin cho cha, cho các chư Phật 3 năm nay, ít nhiều biết bao nhiêu người. Mình đừng có nói những cái lớp Covid mà chết Ấn Độ hay Nam Dương hay là bên Trung Cộng đi, nó không có hiểu được tiếng Việt. Nhưng mà cái lớp mà chết Covid của Việt Nam á, ít nhiều về mấy trăm nghìn người đó, cũng có một số nghe clip của Kiệt là họ biết họ chết về tận thế, là cũng là có phước, đúng không? Mà cái có phước nữa là những người chúng ta còn đang ngồi đây nè, we need to make a big change, một cái thay đổi cực kỳ lớn. Chứ Kiệt cũng già rồi, cũng mang nhiệm vụ 3 năm rồi, cái mặt cũng dày rồi, trứng gà nó trội ghiết, mấy cái mặt nạ cũng chai luôn á. Đến lúc thì phải làm chuyện khác, thì mình tự mình phải thay đổi. Coi chuyện này nói chuyện có hữu duyên không, có lý không, có ích lợi gì cho mình không. Bây giờ tất cả những người ở ngoài kia không có ở trong phòng này, chạy lăng tăng ở ngoài đường, lo củ hành, củ tỏi, chai sữa, họ cho là bận rộn. Mình ngồi đây họ cho là hơi quan tử tí, dư thì giờ đại khái. Nhưng những người đó không biết lúc nào khi họ ra đi, họ sẽ hối hận không kịp, họ cũng không biết họ đi về đâu. Còn mình ngồi ở đây thì nói mênh mông nó bao la 2-3 tiếng đồng hồ, quý vị chỉ nghe một chữ thôi thì đã hiểu là ý ở bề trên muốn mình cái gì. Thì xuống đây kỳ này cũng là bề trên kêu thì xuống để giao duyên, là vì trong mắt của Phật Mẫu, của Cha Trời, tất cả nhân loại, đừng nói chi người Việt Nam bán ngã Phi Ca hay người Mỹ, cũng là con của Thượng Đế. Muốn hồi chị cứ ngồi ở trên Thiên Long Sơn tối ngày, không có giao duyên Houston, không đi xuống đây nữa, dưới này cũng là con của mẹ dưới này rất là nhiều. Thì khi mỗi một lần việc đến đây, bao nhiêu chư thần ở cái vùng thành phố này cũng chấn động. Và những người mà đang chạy lăng tăng ngoài kia hôm nay họ không hiểu, nhưng mà lần thứ hai, thứ ba việc xuống họ từ từ cũng sẽ hiểu. Khi họ ngộ ra rồi thì việc được về bề trên thưởng thêm một cái bông mai nữa, tặng cho cái bông mai kia nữa. Nhiều chúng sanh về trời thì cha mẹ hơn việc nhiều chừng đó, thưởng nhiều chừng đó. Chuyện là không giỏi, không đúng, chị cũng bị la. Trong những ngày kế tiếp, chúng ta ở nước Mỹ này nè, nó cũng sẽ có những cái nạn. Rồi nước Việt Nam sẽ tiếp tục những cái nạn, tiếp tục là nạn đói, nạn lo này, lo kia, thiếu này, thiếu nọ. Bây giờ đến nỗi mà không có việc làm, không có như sinh hoạt trong những thời gian mà xưa đó, thì những người ở bên Việt Nam mình bây giờ họ cũng không còn gì họ để mất nữa, chỉ là sáng thức dậy kiếm gì ăn bậy bạ no rồi chờ rồi ngóng, nó cứ thế, tương lai không có nữa. Thì cái này người ta nói cách đây 1 năm rồi, đức thầy mà chưa xuất hiện á, là con người Việt Nam mình, tất cả 100 triệu người luôn á, giờ khi những người có sanh dứt sanh sao họ hơi bận rộn quá không, để mà họ lùa của. Chứ còn những cái người mà bình thường, từ người giàu cỡ đó, mình thấy bị bắt lum á,
Và tới cái người mà không đau ôm hay là shipper ở bển cũng là lòng dạ rất là nao núng. Họ mong cái gì, họ chờ cái gì, họ chờ một cái thay đổi, họ chờ ba tiếng sấm nổ đùng 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 thì mọi thứ sẽ thay đổi. Thì ngày đó hôm nay á thì mình thấy sắp sửa rồi đó. Đức Thầy sẽ xuất hiện, Ngài không có thất hứa. Những người nào ở trong này đạo hòa hảo hay vững lòng tin, nhưng mà ngược lại thì không có duyên với những người đạo hòa hảo nhiều. Tại vì họ, những người mà biết tu á, họ đọc cuốn sách rồi cái ra lại giải thích, nghe đó họ chỉ tin như vậy thôi. Họ không bao giờ họ tin những cái gì lạ hơn hết. Thấy tượng thì lại, thấy mặt thì thấy bắt ghét. Không, chúng sanh nó vậy đó. Ở trên nói vậy mà. Họ thấy tượng đó thì họ lại, mà thấy mặt đó thì họ ghét. Là cái chướng ngại của mình. Đó là lỗi của cái nhẹ của mình đó, chứ không phải là lỗi của kiếp. Vì chế độ vô thần nhiễm sản lâu nay họ gài đặt vô rất là nhiều những cái hoàn hảo cũng giả, cũng có nó làm giả trong đó, cao đài cũng có làm giả trong đó, Phật giáo cũng có giả trong đó, cái gì cũng giả hết. Thì cái lòng người Phật tử thời nay bề trên đã nhìn thấy là cái nạn, cái pháp nạn, thì mới nói khuyên việc nói với mọi người là tự đốt đuốc đi, tự có bản lĩnh, tự có chánh kiến để mình có thể nhận thức được cái đâu là thật, đâu là giả. Sau này những cái người gọi là hiện tại mình thời gian không còn nữa, họ cứ xỉa xói cha trời mẹ đất nhỏ ông Phật, họ muốn tu theo tiên kiệt là gì đó, dị đoan đại khái, mà lỡ như kiệt là Bồ Tát thiệt là những người đó sẽ làm sao? Họ chữa kiệt nhiều quá. Kiệt cũng xin là mấy vị nói con chỉ xin được 3 lần thôi cho một người thôi còn họ tiếp tục thì đó là cái ngã của họ quá cao. Thật sự kiệt đã xin hết rồi đó, nói ai chửi con không xin. Nhưng mà cái luật á, mình chỉ xin cho một người 3 lần. Mà lỡ như kiệt là như vậy thì không sao nha, mà lỡ như kiệt là một vị Bồ Tát thật, những người đó cũng khó về trời lắm á, uổng công nó bao nhiêu năm trời ăn chay niệm Phật tu tập. Những người tu càng nhiều, đọc kinh càng nhiều, cái ngã càng cao nha quý vị. Không phải là tu nhiều, đọc kinh nhiều là hiền đâu đó. Còn nếu như mình tin ông trời là lớn nhất, nếu ổng không lớn nhất, tại sao bên công giáo 3/4 dân số trên thế giới lại là thờ Đức Chúa Trời, đạo công giáo đó, đạo Kitô giáo, đạo Hồi giáo cũng thờ ông trời. Tu thì cứ tu, cứ đi so đo ông nào bự mới tu theo. Có nghĩa là nhìn ông nào đó là mình thấy cái đó là thấy nó hơi có cái chấp ở trong đó rồi. Mình cũng có cái phước nữa là mình hết Covid thì có nghe nó ngồi chỗ này nè, chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng mà còn Covid mà thôi á. Cho nên ở Mỹ mình có nhiều phước lắm, trở về phước báo, giàu cho cả thế giới này là cùng một chuyến thuyền. Mỹ nó có đại nạn, nó có xăng lên 7 đồng, 8 đồng, 9 đồng ga lông. Việt Nam mình là hết xăng đúng không? Việt Nam khổ, những quốc gia khác khổ 10,
tất cả trên thế giới đều khổ chung lây hết, nhưng mà ở Mỹ này á, nó vẫn còn cái hoài thế của nó, nó cũng khổ hơn có 3-4 thời, nó cũng hơn nhiều quốc gia. Nên cuối cùng Mỹ vẫn là đàn anh sau khi đại tam thế chiến, sau khi mà thời lập đời mà thượng quân á, đời hoàng kim á, là nước Mỹ vẫn là nước để giúp nước Việt Nam làm cường quốc. Bây giờ nước Việt Nam muốn cường quốc hay không rất là dễ, không gì khó hết. Tất cả các lãnh đạo Việt Nam làm cho Mỹ có lòng tin đi. Mỹ mà có lòng tin á, nó chỉ cần đưa vô một đống công ty đi từ bên Tàu vô bên Nhật thôi, rồi thôi là mình ê chề liền, ăn không hết luôn á. Đô la không có kịp mà bỏ vào túi, rớt như mưa vậy. Chuyện có microphone này chi quá. Hello. Yeah, this. Đúng rồi đấy. Mấy chuyện mênh mông lắm, mấy bác có đề tài muốn mổ xẻ lẫn nhau thì cứ nói. Lâu mình có duyên xuống đây mà là nói thì cũng đã nói nhiều trên mạng rồi. Nhưng mà những gì cũng nói là không có giấy viết nên nhiều lúc cũng mới mất lắm. Ok rồi, bất cứ ai muốn đặt câu hỏi, muốn gì thì cứ hỏi tự nhiên nha. Mời mời gia đình. I did try to. This girl around the world. This video will have at least 50 million people watching it. Yeah. Sao? Ai hỏi gì? Đó. Thằng này á, hồi tiền kiếp của nó á, là một pháp sư, mà pháp sư kiểu Ấn Độ á, thì cũng có tạo số nghiệp, nhưng mà cái vận mệnh của nó không biết về bao nhiêu mà nó chỉ được 50 năm là nó mãn hạn ở đây, nó phải đi thi bất khác. Chị nhắn cho nó là em nói nó chỉ có 50 tuổi để chết. Tức là mãn hạn là chết. Mình trong kia chết nó hơi sợ. Nó nghe ra trường sớm, ra tiền sớm. Ra tiền sớm. Không biết nó bệnh gì nhưng mà bữa hỏi nó gì trả lời. Em không biết nó bệnh gì nhưng mà em hỏi ở thằng này đẹp trai tướng mạnh khỏe. Bởi vì nó hồi tiền kiếp nó là một pháp sư. Pháp sư làm bùa là chú gì không biết quá không. Hôm nay nó tái sanh lại nó trả cái gì đó. Nó nằm không. Những cái này nhìn nó có 30 không. Có nhiều cái biết từ
thì lên xe thôi. Trước hồi đó con gái nó trước tôi đi về đó, thì tôi mới thực hiện cái âm Ấn Độ đó cho nó nghe. Cái nó làm thêm một hồi chừng 50 phút vậy đó. Nó nói ông này không có hết đâu mẹ, không có sống lâu đâu. Nghe ai? Con gái tôi. Ừ, nghe thì nói nghe. Dạ, nói Ấn Độ đó. Ấn Độ đó, dạ. Tại hôm cái 30 tháng 4 có lên đó mà con gái nó nói ơi chị đúng chung quanh chị cũng có ngầu có nghe nó cũng có lực gì á. Dạ, nó đứng nó thấy chưa thiên đứng chung quanh nó anh thiệt mà. Ôi hiện giờ có không? Cái lần bữa 34 lên thiên Long Sơn đó. Lúc nào thì thi cũng đang đứng đây. Dạ. Lúc nào mỗi một lần chị ngồi đâu á là trong chín bước của gì đến gần gì là mấy gì dạng gì là gì có 18 giờ là hẹn 4 rồng. Thiên Long Bát Bộ lúc nào cũng xung quanh chuyện, đừng bao giờ nghĩ nói chuyện mình với nghiệp nhau gì. Ừ, ai mà để tâm nó làm cái gì biết hết. Tội phước là từ cái tâm của mình đấy. Có thì không phải hồ đâu, ngàn phần trăm á, triệu luôn. Thì chính nó thấy được đó, thành ra nó mới công nhận là kiệt đúng đó, thành ra nó mới bằng lòng trời. Ủa nhưng mà ví dụ thằng này 50 tuổi em đâu có biết là em chỉ nhắn tin chị là gì hỏi em là không có sống lâu được đâu, nó không hết đâu. Thành ra tôi muốn hỏi chính xác lại coi thật sự là có đúng như con gái à, bữa em không nghe câu chuyện đó. Như về nguyên phần em á, em kiểm chứng về cái số mệnh của ông này á, nó 50 năm. Nó muốn là năm mốt thì nó hãy tiếng em chỉ nó tìm chút. Nó mới chia cho nó 1 tuổi. Nhưng mà xưa ăn nó thích chia là thích xếp tuổi cho mình cho ta. Sao là mấy gì khác đó nghe. La hoài, nói cái này phải lo cho đại cuộc. Cái đụng chút cái sinh mấy người Covid mà nằm ngáp ngáp á, cái mấy đứa con video á gửi thì đâu có nổi. Động lòng nữa, sinh, mỗi lần sinh mình người đó hết. Hết là mình là cũng bị sập sùi á. Sao này những cái video hóa không có mút mình vậy nữa. À, xin chung cho thế giới còn không thôi không có cá nhân nhiều cá nhân như là người nào có duyên á nó như là sáng có một đệ tử thì mới nhận á là nó sắp đi á thì gán nhận để cho nó kéo thêm 50 năm thì bắt nó chỉ nhận chứ không lại kỳ sao chú biết kỳ sao gặp nữa nên nó bị ung thư á. Rồi ai đặt câu hỏi thì cứ đặt chiều cho mình ngồi chơi chơi nghỉ mệt. Dạ không ai cầu con này con thấy nhìn chồng ai hỏi thì cứ có cái này mình hôm qua phải lớn tiếng lên nhỏ cái nó cũng là lớn rồi. Chị đại ca ơi. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên xin chào anh và kính chào cô bác anh chị em có mặt hôm nay. Em tên là Viên Thanh Tịnh mà tên đạo Thiên Tâm em là Thiên Ngọc Mai. Viên Thanh Tịnh là cha mẹ đặt, còn khi sư phụ đặt cho em là Thanh Tịnh Viên theo bên đạo Phật, nhưng mà cha mẹ không có muốn cho em tên Thanh Tịnh Viên là vì sẽ trùng với bên đạo Phật tất cả đều nhiều người tên giống nhau, cho nên muốn tên Duyên Thanh Tịnh là vì duyên là đem gieo duyên đến tất cả mọi người khi gặp có mặt hôm nay cũng là một cái duyên. Hôm nay em gặp được anh cũng là cái duyên cho cha mẹ trời Phật sắp đặt. Thì Thanh Tịnh là muốn cho em lúc nào cũng phải thanh tịnh trong lòng, lúc nào cũng lắng nghe tất cả mọi người, dù cho những chuyện tốt, chuyện xấu hay bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời cũng phải lắng nghe mà thanh tịnh, không có nên nóng nảy.
biết tên là Tâm mình hả? Cho xin em có viết một bài thơ của mẹ cho xin phép các cô bác anh chị em ở đây nhà thơ cho em đọc. Em đọc một bài thôi nhé. Được không? Đọc tại nãy lên mạng đông người á. Dạ hả? Em có cái gì em hỏi? Hồi nãy em nói em hỏi cho hai anh. Em hỏi hả? Em hỏi. Lên đây đọc thơ thì bữa nay em đọc quay clip bỏ lên. Hôm nay số lượng đông người. Ok rồi, mình nói ai hỏi gì em? Dạ được rồi, cảm ơn tất cả. Trong 3 năm cuối cùng của tận thế, chúng ta thấy được biết bao nhiêu chuyện lạ lùng mà ngoài cái sự tưởng tượng bình thường của mình, đúng không? Chưa bao giờ mình nghĩ là một thời gian rất là ngắn mà cả quả địa cầu này nó thay đổi vù. Hôm nay Nga thua thì ngày mai Trung Cộng thua, thì ngày đó là ngày kéo màn của cái thời mạt vận của mình. Hồi trước khi 3 năm về trước khi Covid dịch Vũ Hán, mình cứ nghĩ tận thế là khủng khiếp lắm. Mình cứ mỗi lần mình nghe kinh điển, mình nghe mấy vị thầy, mấy vị hiểu về sấm cơ miền Tây với Cao Đài đó, thì nghe ai cũng sợ hết. Nhưng mà mình đến ngày hôm nay mình là người kiểm nhận, mình là người chứng nhận và người là mình bị luôn nữa. Trong này bảo đảm ai cũng sẽ có bị Covid, đúng không? Mình thấy hai tình đó là như thế nào? Phát biểu thật sự hai tình đó như thế nào thì cũng bị á. Vì xin nhiều quá thì bị á. Cái lúc đó thì không có bị, mấy vị nói xin 1 triệu người để biết con phải bị để con kiểm nhận, để con biết được suốt trần phải khổ chung với trần. Cái chuyện làm sao bị mà hôm đó thì chấp nhận bị ấy, để mình biết. Thì giờ ở dưới này có ai bị Covid trong 2 tuần đó rồi, lúc đó mình suy nghĩ như thế nào, rồi nói cảm tưởng của mình, rồi chuyện nói cảm tưởng của Kiệt trong lúc Kiệt bị 2 tuần. Thì ở đây ai mạnh miệng kể chuyện của mình bị Covid đi, con đeo tàn. Đâu ai? Kể đi, đưa mày vào con thơ kể. Hả? Ai bị? Em bị. Rồi, đưa mày vào con kể. Lúc đó cảm nghĩ như thế nào? Cái thế giới này sao bạc bẽ với tôi như thế nào? Tôi sắp sửa xa mọi người rồi. Ok rồi, kể từ đầu. Đấy. Em giống như không có cảm giác muốn ăn hết vậy hết, mà nằm giật giờ giật vội, không có còn muốn gì nữa hết. Chỉ có vậy thôi. Nó phải kể lại cái suy nghĩ của mình như thế nào. Lúc đó mình sợ lắm đúng không? Không, để chị nói nè, chị không phải như vậy nhưng mà chị biết. Lúc đó mình không biết. Qua cái đêm nay, ngày mai mình có gặp con mình không đó. Rồi cái mà buồn nhất á là mình không có được gần những người thân của mình. Ngày nào mỗi giây mỗi phút mình gặp họ, mà tự nhiên cái 3-4 ngày nay mình nhìn thấy con mình thấy xa trong tiếng á, mình thấy đau lòng không? Thấy cái thế giới thì kỳ cục không? Đó là một cái chuyện kỳ. Rồi lúc những người biết đạo thì họ nương theo cái kinh kệ hay là giới điều mà hàng ngày họ tu tập thì họ còn qua được nhẹ nhàng. Nhưng mà những người không biết tu tập nha, tưởng tượng họ sợ cái gì? Người càng không biết tu tập càng hung dữ, lăng tăng ở ngoài đường ăn hiếp người này, sân si người nọ, người đó càng sợ chết lúc đó thì đó.
lúc được bị thì không có nghĩ như người đời. Lúc được bị trí kiệt sáng ra thì ai coi lại clip lúc một đang bị thì lên livestream mà vừa nói xong nằm bệt luôn. Và chị khuyên mọi người nên làm những cái điều đó và có giúp các con á gán lấy lời bác chính đạo tứ diệu đế gì đó. Lúc đó trong cái đầu học giống nhiều á là nó lần nó nói gì á, tức là mình biết được chỉ có cái này cứu mình lúc này thôi. Thì lúc đó đó chị ở cái phòng một mình, cái mình để cái tivi, cái tivi thì hình cha mẹ này bỏ lên tivi, tại trong đó nó đâu có bàn thờ gì đâu, cái chỗ đó là ở chỗ emergency mình vô để mình cách ly thôi mà. Thì tối ngày mở cái tivi lại, cái tivi tức là lại hình cha hình mẹ trên tivi. Và lúc đó mấy chị cũng xuống đông đó, mấy chị nói á thì con á, tại lúc đó chị bị chuyển nặng á, tại quý vị coi clip thì sẽ biết bây giờ chị nói chuyện được là nhờ hết là nhờ Covid này. Cái lúc đó là chị xỉn thì không có nói chuyện nhiều, khoảng lên mạng á là nói chuyện chút thôi là nó kéo đàm là không được, mà xỉn á bị Covid là dễ chết đúng không. Cái quan trọng là lúc đó không biết sợ chết, chỉ sợ làm sao mà về cha đừng có ký đầu vậy thôi. Suốt trần năm mấy tuổi rồi chưa làm được chuyện gì đại sự, chưa làm được gì chuyện gì dễ dàng, và chưa có nói hết những ý của mình muốn nói cho tất cả mọi người nghe. Quê hương chúng ta là ở trên thiên đàng thiệt sự, chứ không phải quê hương chúng ta là ở nơi này. Chồng con hay là những cái người thân của mình ở đây đều là giả tạm hết. Tất cả những cái duyên mà gặp ở dưới thế gian này đều là phù du hết á. Đó là vậy. Là vì chỉ có một cái gia đình trên trời, một cái gia đình dưới thế gian. Chỉ thấy gia đình thế gian đúng là phù du. Những đứa em, những người bà con rất là bạc bẽo. Mỗi lần bị bệnh ai là người đến thăm thì mẹ hay mấy anh ở trên thôi. Thì sau này chị mới hỏi là tất cả mọi người thường cũng vậy, đều có một cái gia đình riêng ở cảnh. Thân nhân của mình, của con, của chị đều là ở cảnh. Bởi vì có những người tại sao có những cái tai nạn lớn, rồi có những vị theo hộ mạng để mà qua vượt qua được những cái tai nạn xe đụng rồi này nọ, thì là do những người thân đến cảnh giúp mình. Xuống đây mình phải tu, mình không có thể nào mình cứ lo lăng sang lo cho con, rồi lo cho cháu ngoại, rồi lo cho em, lo cho anh. Mình cứ lo như thế hoài, mình quên đi cái thần hồn riêng của mình, mà mình không có về trời được. Không phải cái chuyện nói là như mình lơ họ, không phải, mình cũng phải độ họ luôn. Nhưng mà hôm nay á, mình mang họ thiên thì dĩ nhiên họ sẽ bị dữ như lắm. Mà muốn thương họ đó, mình phải từ từ, mình có bản lãnh rồi mình giải thích cho người ta biết. Mang họ thiên rất là nặng nề, không phải dễ đâu. Họ Diệu hay Maria Joseph là đó không tưởng, mà không tưởng đã đi đến ngõ cụt rồi. Đến một lúc bề trên đã thay đổi. Tất cả sau này, cả những người ngoại quốc, những người khắp thế giới, giàu cho Thiên John, Thiên David hay là Thiên tên mở gì anh mà ra đô gì đó là cũng là chữ Thiên. Chữ Thiên sau này là một danh từ bất hủ của toàn thế giới, không cần phải dịch ra gì hết. Bữa có nhiều người hỏi comment hỏi Thiên Tuấn Kiệt, nhưng mà dịch ra là cái gì? Chữ Thiên dịch lại thì không phải là gốc, không phải, cũng là Thiên. Nhưng người Mỹ sang rất là nhiều người hiện giờ là đã mang họ Thiên trên thế giới rất là nhiều đó. Một cái đại đạo khi mà xuống trần thì lúc nào cũng gặp rất là nhiều gian nan. Những năm đầu á, cái ngày mà 16 tháng 3 năm 2017
thì cha với mẹ xuống lập cái đạo này ở thế gian, ở tại núi Thiên Long Sơn. Thì ngày đó cái bầu trời của hôm đó các chư thiên xuống rất là đông, cha ban xuống cái đạo. Cõi của mình cũng giống như khán giả ngồi thôi, nhưng mà thật sự khi mà Thượng Đế mà ban lệnh xuống, ban lệnh cho toàn các chư thần ở toàn cái quả địa cầu này đều quỳ hướng đó và thừa nhận cái đạo này để mình gia hộ. Ở bên kia đó, một cái hành sự hay là một cái làm một cái chuyện gì đó cũng phải là do cha ấn định thì nó mới có cái hiệu lực. Ngoài những cái chị hồi sáng ngồi thấy dấu hiệu thiên tâm cứu được, rồi bên Việt Nam cũng vậy, đó là dấu hiệu thiên tâm. Nó có sự màu nhiệm là do những cái vị hộ pháp thiện thần của Công giáo, của Phật giáo và của bên Hồi giáo cũng đang support, cũng đang gia hộ với cái thiên tâm. Bây giờ ở bên Việt Nam á, cái người mà phải hiểu nha, mình phải nói là chiến tranh cạn kề, sự chết chóc á, nó nằm trong cái đường tơ kẻ tóc thôi, rất là đột ngột xảy ra, không biết lúc nào. Thì chỉ biết là từ đây tới cuối năm á. Còn bữa sáng là mình nói là tính theo ngày, không ba ngày ha, đảng cộng hòa lên thì chốt qua xong rồi, tức là tập chiến binh là qua xong rồi, ở cái thế là phải đánh, không có giảng hồi được á. Mà mình nghĩ nội mình nghe lúc mà nó đem 100.000 quân ở biên giới như khoen thôi, mình cứ nghĩ nó là bình thường, chưa đầy mấy tháng, bữa giờ 4-5 tháng. Mà nếu mà ngồi tính lại á, chưa biết là số nhiêu, cũng gần cả triệu người. Phú Hồ đi Biển Đông chung cộng 1 tỷ mấy người, ở ngoài biển Nhật, Nam Hàn nó bay vô nó quýnh thì còn biết bao nhiêu người mà chết. Người Tàu cũng là con người đúng không, mình đâu phải là họ cũng là người tốt trong đó nhiều lắm. Cái trận chiến á, ở bờ trên đi, nhưng mà giờ chót các gì có quyền thay đổi cái nước cờ để đi. Thì khi Trung Cộng tấn công Đài Loan thì Nhật, Phi, với Nam Hàn, với Úc, Ấn Độ sẽ tấn công với đất liền miền Bắc. Ở Nhật, Nam Hàn với Mỹ sẽ tấn công thẳng vô Bắc Kinh luôn, chứ nó không có đánh ra ngoài, mà ở chung kích là đánh thẳng vô luôn. Và nó đập luôn cái bể cái đập nữa. Đó là hồi xưa tiên thơ là như vậy, nhưng mà thời nay vì cái thánh nhiều quá nên nó làm lộn xộn tiên thơ. Tức là mỗi lần mà hết chết nhiều quá thì không có muốn, mỗi lần được sinh thì bề trên thay đổi, nhưng mà mục đích cuối cùng nó chậm, ít người chết, nhưng mà cái cuộc chiến là cũng phải tàn, chia năm sẽ bảy phải xảy ra. Nước Trung Cộng nó gắn bó nhau, nó đi lấy Tây Tạng, lấy Tân Cương, lấy Nội Mông, được năm cái nước nằm trong đó. Thì khi mà đổi một cái thể chế, đổi một cái triều đại thì có dân chủ, khi dân chủ thì tự động những nước đó là chia năm sẽ bảy. Thì ngày xưa cũng vậy mà, thì học nhiều về bên quân sự thì biết nhiều, nhưng mà cái này mình nói cái này nó hơi lộ cơ, những cái thế đánh của quý vị mình không muốn nói nhiều, chỉ nói sơ thôi. Thì biết nó sẽ đánh đầu gì đi đâu, gọi là trục kia chọi với đồng minh, trục bây giờ còn nhiêu người nhiêu thằng, giờ thêm thằng chùm khăn ở bên kia mai mốt nó cũng mệt lắm. Rồi thì biết được cái thế giới sau này con người mình sẽ không có xài dầu nữa nha, hiện giờ mình đang cứ xăng cứ dầu. Cái thật sự thế này, xe taxi hay là những cái loại xe điện hay là xe bus chạy bằng những cái nguyên liệu tự nhiên không, thì lúc đó mình không có bị ô nhiễm môi trường, lúc đó mình cũng không có nước này đi hiến nước kia, lúc đó mình giá cả của thế giới nó đồng nhất, nước mạnh sẽ giúp nước yếu, thì cả cái thế giới nó phát triển đồng bộ cùng một lúc, thì lúc đó gọi là thời vàng kim. Huống hồ chi lúc đó cả thế giới
cùng thờ một tôn giáo thì có phải là sướng quá không? Hai vị về.